Chào các em học sinh khối 9. Hôm nay thầy sẽ ôn tập kiểm tra học kỳ 2 nội dung đá cầu cho các em. Phần mở đầu chúng ta có 3 cái nội dung. Mục tiêu là chúng ta về kiến thức các em sẽ thực hiện được các kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện qua lưới. Về kỹ năng là các em thực hiện được các động tác kỹ thuật đúng, chính xác. Về thái độ, các em sẽ tự giác tích cực tập luyện trong giờ học và tự học ngoài giờ, có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện. Về tiến trình ôn tập và kiểm tra, ở phần mở đầu thì thầy sẽ nhận lớp kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung kiểm tra cho các em biết để thực hiện cho đúng. Ở phần khởi động, các em sẽ dàn hàng khởi động chung, xoay các khớp cổ tay cổ chân, ép dọc ép ngang. Về khởi động chuyên môn thì các em chạy nâng cao đùi, gót chạm mông. Để khởi động với cầu thì các em sẽ khởi động với cầu tự do, hoặc là các em có thể bắt cặp với nhau, hai người đứng đối diện phát cầu qua lại cho cảm giác đá cầu. Các em quan sát hình ảnh, đây là hình ảnh kỹ thuật phát cầu thấp chân qua lưới. Và các em sẽ quan sát trên hình ảnh, đây là cái sân để kiểm tra đá cầu. Và đây là cầu 303 để thực hiện. Khi các em thực hiện thì chúng ta sẽ đứng cuối sân và chúng ta phát cầu qua lưới. Ở nam thì các em phát 5 quả, qua lưới 2 quả là đạt. Ở nữ các em cũng phát 5 quả, nhân qua 1 quả là đạt. Trường hợp các em không đạt thì thầy sẽ cho các em kiểm tra lại lần thứ hai. Chúng ta có 4 cái kỹ thuật phát cầu. Đây là thầy chỉ thấy giới thiệu chung thôi nha, nhưng mà chúng ta khi kiểm tra chỉ thực hiện một kỹ thuật. Ở 4 kỹ thuật này chúng ta có kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện, kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện, kỹ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình. Các em quan sát một số hình ảnh kỹ thuật. Đầu tiên là kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện. Các em quan sát hình ảnh. Tiếp đến là kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình, kỹ thuật phát cầu cao chân chính diện và kỹ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình. Khi kiểm tra thì chúng ta chỉ thực hiện một kỹ thuật, đó là kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện. Các em phát cầu qua lưới, nhắc lại là nam các em được phát 5 quả và qua lưới 2 quả là đạt. Nữ các em cũng phát 5 quả, qua 1 quả qua lưới là đạt. Trên đây thầy mới vừa ôn lại cái kỹ thuật phát cầu thấp chân chính diện qua lưới cho các em. Ở phần kết thúc thì sau khi các em thực hiện kiểm tra xong, thầy sẽ nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, sẽ nêu những ưu và nhược điểm, những hạn chế cần khắc phục và biểu dương những học sinh thực hiện tốt trong buổi kiểm tra. Ở phần ôn tập này các em cố gắng tập luyện để chúng ta thực hiện tốt trong cái kỳ kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Chúc các em thành công. Chào tạm biệt các em.